Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin 23 tháng 9 này, ông Nguyễn Xuân Phúc có dám kháng chỉ Thiên Triều hay không? Chuyến thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dường như có tác dụng dài dẳng. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tại Liên Hợp Quốc tới đây, liệu ông Phúc có dám dùng luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982 để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông hay không? Một số hoạt động sau đó của ông Phúc tại Hoa Kỳ liệu có nên cơm nên cháo gì hay không? Dự kiến vào chiều ngày 23 tháng 9 này tại New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cho là sẽ có bài phát biểu trong phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc trong một sự kiện tại Nhật Bản lúc còn là thủ tướng. Mặc dù đề tài của khóa này là ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng do những đột biến bất ngờ của thời cuộc, nên Biển Đông, một vấn đề mà người dân trong nước và giới quan sát quốc tế đang hết sức nóng lòng muốn được nghe ông Phúc đề cập. Ông là đương kim chủ tịch nước. Dư luận muốn biết vấn đề Biển Đông sẽ là như thế nào trong bối cảnh Úc, Anh Quốc và Hoa Kỳ vừa quyết định thiết kế một chiến lược mới nhằm chấm dứt chính sách bắt nạt và cưỡng bức của Trung Quốc đối với các nước láng giềng và các nước liên quan, trong đó có Việt Nam. AUKUS là hợp tác quốc phòng tay ba giữa Úc, Anh và Mỹ, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới quyết định với vòng vây ngăn chặn Trung Quốc. Và luật pháp quốc tế hay luật rừng sẽ được đưa ra đây. Giữa cao điểm tại đại dịch Vũ Hán, lãnh đạo người dân Việt Nam đang bắt đầu đầu tắt mặt tối để sống chung với Covid-19 như là sống chung với địch. Tuy nhiên, cục diện quốc tế từ khi Chủ tịch nước lên đường sang New York đang nóng lên từng ngày, khiến lòng dân bất an. Việc Trung Quốc tháng trước yêu cầu các tàu thuyền nước ngoài phải khai báo thông tin khi đi vào vùng biển của Trung Quốc là một biến cố mới, nguy hiểm về hành động leo thang bất chấp luật pháp quốc tế. Trong đó có những vùng biển mà của Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Khi không khai báo, thì quân đội Trung Quốc có thể khai hỏa để đuổi những tàu thuyền này ra, ngay cả Việt Nam cũng vậy. Và Trung Quốc đòi hỏi tài phán trên Biển Đông, đặc biệt là khu vực mà họ đã vẽ ra, đó là đường 9 đoạn. Trong khi đó, sau hàng chục năm thực hiện chính sách cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, với AUKUS, từ nay Úc đã chọn Mỹ là người bảo vệ an ninh cho mình. Đây là hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Biden tổ chức cuộc họp báo trực tuyến về hợp ước AUKUS với Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 15 tháng 9. Hầu hết các chuyên gia về Biển Đông đều cho rằng tham vọng mới của Trung Quốc chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đòn từ những người có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như những nước có quyền lợi liên quan ở vùng biển này, bao gồm cả Việt Nam, Mỹ và đồng minh của Mỹ. Mỹ và đồng minh không chỉ đã phản đối bằng lời, mà trên hành động cũng đã thể hiện sự không tuân thủ các quy định vô tiền khoáng hậu của Trung Quốc trên Biển Đông. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2021, một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc tuần tra hàng hải đi qua đá Vành Khăn ở Biển Đông. Chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc áp đặt luật yêu cầu các nước có tàu đi qua đây phải thông báo trước khi đi vào vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Theo một bản tin của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ, tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Beaufort đã khẳng định quyền và tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý của đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Cũng phải thôi, nếu Mỹ và phương Tây đầu hàng Trung Quốc, họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường khi Trung Quốc biến được toàn bộ vùng Biển Đông rộng lớn thành cái ao nhà của họ. Khi đó, những người lính của Việt Nam đóng trên những quần đảo và những hòn đảo trên đây sẽ phải ngay lập tức rời bỏ, nếu không sẽ bị Trung Quốc tấn công. Cái gọi là luật hàng hải mới của Trung Quốc vừa mới ban hành thực sự là một luật rừng, vì nó đi ngược lại phán quyết vào năm 2017 của Tòa trọng tài quốc tế không công nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc. Hạm đội 7 của Hoa Kỳ cũng bác bỏ việc đã bị tàu chiến và máy bay Trung Quốc xua đuổi khi tiến vào vùng nước 12 hải lý xung quanh đá Vành Khăn. Trung Quốc vẫn luôn như vậy, họ tuyên truyền cho những cái họ muốn. Theo luật pháp quốc tế đã được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, trong trạng thái hình thành tự nhiên, các thực thể địa lý như đá Vành Khăn bị nhấn chìm lúc thủy triều lên nên không được hưởng quy chế lãnh hải. Đây là hình ảnh đá Vành Khăn thuộc chủ quyền của Việt Nam đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm và chiếm đóng xây dựng trái phép từ năm 1995. Các nỗ lực cải tạo đất, lắp đặt và xây dựng cấu trúc trên đá Vành Khăn không làm thay đổi đặc điểm này
theo luật của quốc tế bằng cách tham gia vào các hoạt động tuần tra chung trong phạm vi 12 hải lý của đá Bạch Khan. Mỹ đã chứng minh rằng các tàu thuyền có thể thực hiện hợp pháp các quyền tự do trên biển ở những khu vực đó. Thông báo của hạm đội 7 nhấn mạnh đến tính pháp lý. Một điều đặc biệt nguy hiểm đối với Việt Nam so với các nước ASEAN khác là Trung Quốc vừa ra tay ân vừa ra uy cùng một lúc để làm tê liệt khả năng phản kháng của các lãnh đạo cộng sản tại Hà Nội, làm cho họ phải ngoan ngoãn nghe lời Bắc Kinh. Theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc, nước này sẽ tiến hành 4 cuộc tập trận ở Biển Đông từ ngày 20 đến 26 tháng 9 năm 2021, trong đó có cuộc tập trận gần một số đảo thuộc phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Cụ thể, hai thông báo được đăng trên trang web của MSA vào ngày 18 tháng 9 cho thấy hai cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Biển Đông lần lượt từ ngày 20 đến 23 tháng 9 và từ ngày 21 đến 22 tháng 9. Kết quả đối chiếu các tọa độ được nêu ra trong hai thông báo trên Google Maps cho thấy hai khu vực tập trận này nằm ở vùng biển gần biển phía đông bắc đảo Hải Nam. Cũng theo thông báo của MSA, một cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Vịnh Bắc Bộ từ ngày 22 đến 26 tháng 9. Kết quả đối chiếu tọa độ được nêu trong thông báo trên Google Maps cho thấy khu vực tập trận dường như nằm ở vùng biển thuộc phía Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ. Đây là những đòn răn đe mà phía Trung Quốc tung ra nhằm đe dọa những nước khác và trong đó có cả Việt Nam. Ngoài ra, theo thông báo của MSA vào ngày 19 tháng 9, một cuộc tập trận sẽ diễn ra tiếp ở Biển Đông từ ngày 24 đến 26 tháng 9. Kết quả đối chiếu các tọa độ này nêu trong thông báo trên Google Maps cho thấy khu vực tập trận có phần nằm gần một số quần đảo thuộc phía bắc quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tính từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã tiến hành hoặc lên kế hoạch ít nhất 39 cuộc tập trận ở Biển Đông. Theo các thông báo được đăng trên trang web của MSA, trong đó có 15 cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ và ít nhất một cuộc tập trận trái phép xung quanh quần đảo Hoàng Sa diễn ra từ ngày 6 đến 10 tháng 8. Đây là hình ảnh một cuộc tập trận của tàu chiến thuộc chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc vào đầu tháng 12 năm 2020. Trung Quốc đã dùng cây gậy và củ cà rốt đối với Việt Nam, đặc biệt với lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở Ba Đình. Họ vừa ban phát vaccine, công bố luật rừng mới, vừa tập trận bắn đạn thật nhiều ngày trên biển để đe dọa Việt Nam. Nhưng khi cơ hội đàm phán với các cấp và hội kiến với Tổng Bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch nước của Việt Nam trong dịp từ mùng 10 đến 12 tháng 9 mới đây, ông Vương Nghị đã rót mật vào tai các nhà lãnh đạo Việt Nam tại Ba Đình rằng chúng ta là một cộng đồng có chung tương lai, luôn trung thành với nguyện vọng ban đầu của tình hữu nghị truyền thống, mang trong mình lý tưởng và niềm tin chung, chung tay bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa, cùng nhau phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Hai bên cần nâng cao sự tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và củng cố nền tảng dư luận cho quan hệ song phương. Đây là những lời lẽ mà ông Vương Nghị đã chia sẻ với Ba Đình, nhưng phía sau lưng họ sẵn sàng đâm Việt Nam bằng những bài răn đe, đe dọa và tập trận liên tục trên Biển Đông. Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam đang làm cho giới quan sát đoán giả đoán non hơn. Theo đó, sau khi tham dự khóa họp 76 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Theo lời mời của cơ quan nào thì cũng chưa biết. Chương trình nghị sự là gì cũng âm u. Chỉ tiếp xúc trong giới doanh nghiệp hay còn gặp cả lãnh đạo từ hành pháp, lập pháp. Khá nhiều câu hỏi nhưng chẳng hãng thông tấn nào thạo tin có thể đưa ra được câu trả lời cả. Điều này thể hiện chiến lược ngoại giao của Việt Nam hết sức mập mờ đối với nhân dân. Nếu như không gặp được các lãnh đạo từ các nhánh hành pháp hay lập pháp của Hoa Kỳ, liệu ông Nguyễn Xuân Phúc có điều chỉnh được quỹ đạo bang giao với Việt Mỹ đi đúng hướng hay không? Từ đầu mùa hè năm 2021 đến nay, dường như quỹ đạo này trải qua một vài mốc trồi sụt. Từ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin đến chuyến công du chính thức của Phó Tổng thống Mỹ Harris, từ sự có mặt của ông Pence ở Việt Nam, dấu hiệu tích cực của mối giao bang cho đến bản xúc tiến nhằm đẩy mạnh mối quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt. Ban đầu, người dân Việt Nam đã rất hy vọng, nhưng sau đó, sự lạc quan và tin tưởng này đã biến thành sự dè dặt bởi vì nhà cầm quyền ở Ba Đình không dám ký. Nhưng rồi, sự chia tay không kèn không chống của bà Harris cộng thêm chuyến thăm đầy khả nghi và bí ẩn của Ngoại trưởng Vương Nghị từ Trung Quốc, giới phân tích bắt đầu lo ngại cho một chương trình hành động được phía Mỹ công bố, còn Việt Nam thì làm thinh một cách đáng ngờ. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris
Tại các cuộc làm việc với phía Việt Nam, ông Vương Nghị còn kêu gọi hai nước cần kiềm chế các hoạt động đơn phương ở Biển Đông, tránh làm phức tạp thêm tình hình, đồng thời nhắc Việt Nam nên cảnh giác trước sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. Từ trước đến nay, lãnh đạo Việt Nam luôn phát biểu rằng Việt Nam không chọn bên. Một số chuyên gia giải thích rằng Việt Nam muốn cân bằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, nhiều ý kiến lại không đánh giá như vậy. Xu hướng này cho rằng sự cân bằng của Việt Nam chỉ trên lời nói, còn thực tế Việt Nam đang nghiêng về phía Trung Quốc. Một phân tích khác từ tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó ban tuyên giáo, Việt Nam không liên minh với nước này để chống nước khác là quan điểm đúng. Trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ liên kết với ai để đánh Trung Quốc. Trong khi đó, chính Trung Quốc đã nhiều lần liên minh liên kết với nước khác để đánh Việt Nam. Tuy nhiên, vào năm 1979, khi Trung Quốc tấn công Việt Nam ở biên giới phía Bắc, giết hại hàng vạn người dân và binh sĩ quân đội Việt Nam, thì khi đó Liên Xô đã phải hỗ trợ khẩn cấp để điều quân cho Việt Nam. Đây là một sự liên kết hết sức rõ ràng. Và nếu Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc trình bày rõ lập trường ấy trước Liên Hợp Quốc thì là điều tốt. Tuy nhiên, ông có dám nói hay không lại là một câu hỏi. Hãy cho thế giới biết được truyền thống thượng võ của dân tộc Việt Nam. Còn khi đất nước lâm nguy, bị xâm lược thì Việt Nam sẵn sàng liên kết và liên minh với các đối tác để bảo vệ Tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 9 năm 2021 với bản tin 23 tháng 9 này, liệu ông Nguyễn Xuân Phúc có dám kháng chỉ thiên triều hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.